Dạ, em chào cô chú và anh chị ạ. Em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang đây. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp 3, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất có tổng diện tích là 620 m². Trước tiên thì em sẽ giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú mình nắm bắt thật là cụ thể hơn nha. Đường này gọi là đường nhựa Kinh Kháng Chiến. Anh chị mình di chuyển khoảng 500 m á là anh chị mình gặp đường quyền lộ 33. Anh chị mình rẽ trái là di chuyển ra chợ Dòng Dứa, quốc lộ 1A khoảng là 2 km. Và anh chị mình quẹo phải á là di chuyển vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận khoảng là 5 km. Cũng trên con đường nhựa Kinh Kháng Chiến, anh chị mình có thể liên thông ra ngay chỗ cầu Kinh Sáng của xã Long Định khoảng là 3 km nha. Ở đây mình có điện nè, nước wifi có đầy đủ và khu dân cư nhà cửa ở rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị mình cất nhà ở hoặc là xây nhà vườn. Và con đường bên đây á là cũng liên thông về cầu Chợ Bưng và lên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 4 km nha. Thửa đất mà hôm nay em giới thiệu anh chị á, mình cách cái đường nhựa Kinh Kháng Chiến này nè khoảng là 150 m. Và con đường này cũng chuẩn bị mở rộng ra và nhà nước đang chuẩn bị đổ bê tông khoảng là 3 m nha anh chị. Và con đường này mình cũng liên thông ra đường nhựa Kinh Lộ Ngang. Em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong xem và tham khảo thửa đất này nha. Rồi em đã di chuyển tới nơi rồi nha anh chị. Thửa đất mình nằm ngay vị trí này cũng rất là tuyệt vời nha. Diện tích mình có bề ngang là 32 m và mình có chiều dài là 20 m nha. Tổng diện tích của mình là 620 m². Con đường này rộng khoảng là 3 m nha anh chị. Từ đây anh chị mình di chuyển ra đường nhựa Kinh Kháng Chiến hồi nãy em đứng á, khoảng là 150 m thôi. Ô tô thì anh chị mình di chuyển tới thửa đất mình luôn. Trước đất mình cũng có con kinh công cộng khoảng là 4 m nha. Kinh này anh chị mình liên thông ra kinh của Nguyễn Tấn Thành khoảng là 4,5 km. Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm, anh chị mình yên tâm về vấn đề là bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Ở đây thì gia chủ mình có hàng rào và ranh giới rất là rõ ràng. Anh chị mình ở xa mua về thì cũng yên tâm nha. Hiện đất của mình á ở đây là quay về hướng Tây. Ở đây thì có điện nước wifi có đầy đủ nha anh chị, và khu dân cư nhà cửa ở cũng rất là đông, rất là thích hợp cho anh chị mình xây nhà vườn và lên liếp để trồng cây ăn trái. Đất mình cách thành phố Mỹ Tho khoảng là 10 km. Nếu anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây khoảng là 70 km là anh chị mình tới nha. Và con đường này nhà nước đang chuẩn bị khởi công làm đường bê tông 3 m luôn. Và sau này á anh chị mình di chuyển vào đây là đường xe ô tô khoảng 16 chỗ là anh chị tới đất luôn nha. Con đường này anh chị mình liên thông ra đường nhựa Kinh Lộ Ngang khoảng là 500 m nữa nha. Em cũng xin cập nhật thông tin giá bán chính chủ luôn, với giá bán là 600 triệu nha anh chị. Giá này em thấy cũng rất là rẻ. Anh chị mình có thấy thì phù hợp, anh chị mình có mua thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang
bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất này, và anh chị mình gặp ngay chính chủ và anh chị mình trao đổi việc buôn bán luôn. Ở đây là cái mí hàng rào nè anh chị, đây là cái giáp ranh của mình nha. Mặt tiền của mình theo cái đường đá xanh 3m này á, khoảng là 32m nha. Ở đây thì anh chị mình thấy cỏ mọc tùm vậy thôi, chứ con đường này rộng 3m đến 3,5m luôn nha anh chị. Phía trước thì gia chủ mình cũng đã làm hàng rào và cũng cầm trụ bê tông hết rồi. Anh chị mình có thể về á, anh chị mình mua hàng rào B40 thì anh chị mình gào lại thôi. Ở hai bên thì gia chủ cũng đã gào B40 hết rồi. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị mình á, san lấp mặt bằng và làm nhà cấp 4, xây hàng rào lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Với giá chính chủ đang kêu bán là 600 triệu nha anh chị. Anh chị mình gặp chính chủ và anh chị mình trao đổi và thương lượng luôn nha. Nếu anh chị mình có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú xem thửa đất này, cũng như trong mùa dịch Covid-19 luôn. Và hỗ trợ cho anh chị mình, nếu anh chị mình có ra công chứng, thì bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang cũng hỗ trợ cho anh chị mình tất cả luôn nha. Anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn ở những phần video tiếp theo nha.